Xin kính chào anh chị và các bạn. Hiện tại thì Thành Đạt đang có mặt tại phía bên trong của phân khu Mỹ Gia của khu đô thị Vinhome Dragon Bay của chủ đầu tư Vingroup tại Hạ Long. Đó. Ở ngay phía sau của cái dự án này thì đây chính là cái khu vực cảng vụ đường thủy nội địa ở Quảng Ninh, cũng như là khu vực hành chính công ở ngay phía sau này. Đó. Ủy ban thành phố cũng ở ngay phía sau đây và phía trước của dự án đây. À, giới thiệu anh chị đây là cái con đường bao biển Bến Đoan, nhìn trực diện ra đó là cái khu vực vịnh Hạ Long đó, vùng đẹp. Ở đây thì các căn biệt thự liền kề, nhà phố, thương mại shop house thì sẽ kinh doanh cà phê hay là khu vực văn phòng, phòng tập gym đầy đủ, gần như là không thiếu cái gì cả đó. Đây cũng có một cái cà phê Cúc Bảo căn góc này. Đây chắc là chỉ có đâu đó 20m thôi là chúng ta có thể đi thẳng ra đó là khu vực đường bao biển Bến Đoan và vịnh Hạ Long. Đó. Đây là cái khu vực trường Bồn Đôi thì hôm nay Đạt giới thiệu đến cho anh chị một cái căn biệt thự liền kề 90m2. Đây chính là cái căn góc này, đến căn áp góc đây. Đây đây, căn này thì chủ nhà đang muốn nhượng lại với diện tích là 90m2 và trang bị đầy đủ nội thất, có thang máy. Chúng ta có thể kinh doanh vận hành cho thuê làm văn phòng ở đây cũng rất là tốt. Căn này thì áp góc thôi nên là cái vị trí tầm nhìn nó sẽ không bị che khuất như là những căn khác, hay là nhìn đi chỉ còn vài bước chân thôi là đi ra đến đường bao biển Bến Đoan. Đó, đường bao biển là ngay trước mặt thôi thôi, cách đâu đó chừng 30m. Đấy, khu vực phía sau này cũng đi ra phía khu vực hành chính công, cũng như là đi ra khu vực của cầu Bài Thơ, hay là kết nối với Vincom, đường bao biển Trần Công Nghĩa cũng rất là gần. À, đây là tổng quan của cái khu đô thị của dự án Vinhome Dragon Bay. Nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ cho em Thành Đạt. Rất mong là có thể mời anh chị đến chúng ta đến dự án để tham quan thực tế, cũng như là tìm hiểu sở hữu cho mình một căn nhà phố thương mại, mua về đây để ở nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh cũng rất là tốt. Mà vị trí là vô cùng đắc địa và cư dân về đây ở cũng rất là đông, anh chị xem xe ô tô đỗ rất hai bên đường và như là kín. Và đây được coi là một trong những cái khu đô thị mà tập trung những giới giàu và siêu giàu tại thành phố Hạ Long. Đó.